Chào các bạn, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để xác định lỗi của một cái iPhone 6 nó bị cái camera trước và cái um, hướng bắt đầu từ đâu khi mà các bạn nhận được một cái máy đúng không? Khi mà một người khách hàng họ đem vào cho chúng ta một cái máy và họ bảo là cái camera trước chụp không có được thì đây là cái cách thử và xác định ha. Đầu tiên chúng ta sẽ mở camera chúng ta chụp các bạn thấy camera sau chụp rất là ok. Mình chỉ um, test cho bạn thử một cái hình ảnh để nó rõ ràng hơn chút xíu ha. Rồi camera sau chụp ok chúng ta chuyển qua camera trước thì một là nó vào màn hình đen thui lui Hai là nó sẽ không có chuyển được camera nó vẫn ở cái hình ảnh cũ phải không camera trước chụp có được Thì cái việc thay thế cái cộng dây camera trước thì nó nằm ở cái vấn đề đơn giản ở ngoài cái clip icvit.vn rồi ha Còn trong cái cái clip mà dành cho các cái học viên học mới học ngày sử dụng điện thoại ở trong cái web solution đó Thì chúng ta sẽ can thiệp vào đến trên men Và đây chính là cái hướng để giúp bạn biết được Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đúng không? Rồi, như các bạn cũng biết ha, ở trên cái cái clip.vn các bạn cũng biết được cái dây camera trước. Thì trên cái không dây đó nó sẽ gồm cái phần như là ừ, loa này, mic này rồi các cảm biến này và cái camera trước đúng không? Cái camera trước nó sẽ có những cái đường tín hiệu đi vào cái socket. Và các bạn biết cái socket này nó gắn trên main ở cái socket nào để các bạn biết được nơi mà các bạn bắt đầu để các bạn đo đạt cái camera đúng không? Rồi. Cái socket này nó sẽ gắn lên trên cái socket xác cái siêu cuối cùng các bạn ha thì trên cái socket đó nó sẽ có những cái chân để quản lý camera thì làm sao chúng ta biết được cái chân nào là những cái chân quản lý camera trước thì um, các bạn cũng biết cái camera thì nó viết viết ra một cái chữ thì nó là cái cam k mà cờ ak m, -M -R -A, đúng không rồi camera trước thì cái tiếng anh ấy, cái chữ pro là từ trước thì cái cử camera trước nó sẽ viết tắt cái chữ là f cam các bạn ha hay còn gọi là ron camera rồi chúng ta sẽ nhớ cái từ f cam này đúng không sau đó các bạn biết được cái socket nào là để quản lý phần camera trước rồi đúng không rồi thì chúng ta sẽ biết được là cái camera trước nó đi vào cái socket nào ha và cái tên của cái camera trước nó là f cam đúng không chúng ta sẽ mở hàng z lên và chúng ta sẽ mở song song với nó thằng black fit lên con cá đen này là sẽ đợi cái phần mềm để xem cái schematic của desktop các bạn ha rồi chúng ta sẽ mở ra vào cái thằng iphone 6 ok rồi các bạn thấy không nó sẽ hiện lên một cái mạch mô phỏng cái men iphone các bạn thấy giống y chang cái men ha các bạn sẽ phóng to cái thằng này lên để các bạn xem xem cái socket mà các bạn gắn cái camera trước vào nó tên là socket gì rồi các bạn thấy ha, socket của nó tên là socket Z1111 đúng không? Ok. Sau đó chúng ta sẽ mở thằng Rapid lên. Chúng ta chọn iPhone iPhone 6. Các bạn sẽ nhấn vào đây các bạn sẽ search với cái từ khóa là Z1111. Chúng ta search search cho đến khi nào nó ra được cái hình cái socket thì thôi các bạn thấy không? Rồi chúng ta sẽ phóng to cái sơ đồ lên hay là phóng to cái schematic lên để chúng ta xem nó sẽ có gồm bao gồm bao nhiêu chân F cam các bạn ha đây F cam một những cái chân data của nó đó các bạn những cái chân data của nó mà và các bạn muốn biết những cái chân data này nó, nó từ đâu đó, cái con nào mà quản lý có có nghĩa là đây là cái socket để chúng ta gắn cái camera trước vô đúng không rồi thì chúng ta biết được đây là socket từ cái socket chúng ta sẽ suy ra được là cái con nào nó sẽ xử lý cái phần nó sẽ quản lý cái phần cái camera ha mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mình xác định được. Các bạn thấy ha, đây F cam, F cam, F cam, F cam. Rồi, bốn chân. À, cái chân đen đen nữa các bạn thấy cái chân đen, đen nó tô đậm ha. Nó ghi là BB 1.8 F cam đây. 1.8 cấp cho camera. 2.8 cấp cho camera. Và đây nữa, 1.2 cấp cho camera. Như vậy là cái cái camera trước nó xài tất cả là ba cái cái nguồn cấp các bạn ha. Tiếp tục xem xem. À, đây có những chân data nữa nè. 1 2 3 4 5 6 các bạn thấy không? Rồi, như vậy chúng ta sẽ điểm lại ha, gồm có nó có bao nhiêu chân để quản lý cái phần camera trước này? 1 2 3 4 5 6. Rồi, 7 8 9 10 11 12 13. Wow, có tất cả đến 13 chân quản lý cái phần camera trước các bạn thấy không? Và các bạn sẽ phải đo những cái chân này các bạn nhớ ha. Chân 5 nè, chân 7 nè, đúng không? 13 15 17 19 chương 6 nè, 10, 12, 14, 16, 18, 20 các bạn không? Rồi. Còn một cách nữa đó thì nếu mà các bạn kéo thêm một chút xíu nữa các bạn sẽ thấy ha. Những cái kỹ sư thiết kế cái, cái mặt cái mặt cho Apple đó, họ có nốt lại cho các bạn thấy đây là những cái đường này nó sẽ liên quan đến cái phần camera, F cam là camera trước này các bạn thấy không? Đó. Nó sẽ đi qua những cái cuộn dây những cái nguồn những dây này. Rồi, thì sơ bộ chúng ta sẽ biết được cái socket của chúng ta những cái chân nào quản lý phần camera rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ mở qua hàng Z đúp ha. Các bạn thấy ha. Chân 5, chân 7 thì đầu tiên chúng ta xem xem những cái chân cấp nguồn cho cái camera trước này thì những cái con IC nào làm nhiệm vụ cấp nguồn cho cái camera trước này ha rồi coi ha chân 5 chân 6 chân 7 chúng ta mở hàng Z qua chúng ta phóng to lên để nó hiện lên cái số chân các bạn thấy không rồi ok chân 5 đúng không chân 5 chân 7 5 6 7 ok chân 5 phải không nó sẽ đi qua hai cái tụ c này và nó đi qua cái cuộn dây fl này rồi chúng ta sẽ nhấn vào đây cái đầu của fl để xem nó đi vô cái cuộn gì những cái kịch cái nữa rồi khoa cho thấy ha wow cái này nó xài áp 1 8 từ cái con ic nguồn này cấp áp 1 8 và nó xài chung rất là nhiều cái áp cho những ic khác bạn không ic nguồn cấp áp 1 8 nè cấp cho ổ cứng nè cấp cho cảm ứng nè cấp cho cpu nè cấp cho audio có phải không rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái app này chính là do siêu nguồn nó cấp và nó cấp rất là nhiều cái app đó. nên cho những cái xe khác nên cái app này thường nếu mà con IC nguồn mà nó lỗi thì tất cả những cái tính năng khác nó đều sẽ lỗi chứ không có riêng camera các bạn ha nên cái app này thường nó sẽ không có lỗi đâu nếu mà nó có lỗi thì nó sẽ chỉ bị đứt cái cuộn dây FL này thôi các bạn ha đứt nó không có cấp được lên cho sốc két thôi chứ thực ra cái app từ siêu nguồn không lỗi đâu Rồi, tiếp tục chừng 5 chừng 7 chân 7 nó sẽ qua cùng dây FL này và nó sẽ đi 2.8 nó sẽ đi đâu? À nó đi qua cái con ổn áp này. Thì cái con ổn áp này các bạn thấy à, nó sẽ nhận áp 4V. Có không? Nhận áp 4V, sau đó nó sẽ nắng ra áp 2.8 bên này nó cấp thứ nhất là nó cấp cho camera sau thứ hai là nó sẽ cấp cho camera trước thì ở một cái máy nếu mà các bạn thấy được cái camera sau nó đã hoạt động được rồi thì có nghĩa là cái con này nó ok rồi đúng không đúng không, ha và nếu mà cái trường hợp mà app này nó lỗi thì nó cũng sẽ chỉ lỗi ở cái cuộn dây này thôi nó sẽ bị đứt cái cuộn dây này đúng không nó không có dẫn app vào được thôi tiếp tục chương 6 1 2 đi vào cuộn dây FL này rồi Do con IC nguồn cấp tiếp vậy IC nguồn nó Cấp áp 1V2 này có, có, xài chung nhiều không Còn không Wow CPU cũng xài chung nữa Nên thường là những cái áp mà các bạn thấy do IC nguồn nó cấp ra đó Những cái app đó Con IC nguồn hầu như là nó sẽ không có lỗi các bạn ha Nếu mà nó lỗi thì nó cũng chỉ bị lỗi là đứt cái cuộn dây này thôi các bạn thấy không áp bên này không có lỗi đâu nhưng mà qua áp bên này các bạn đo có này mà qua bên này các bạn đo không có thì nó sẽ bị lỗi áp này rồi xong chúng ta để ý ha rồi ba chân đó nghĩa là áp hai áp do IC nguồn cấp và một áp là do cái con ổn áp nhỏ này nó cấp nhưng mà cái con ổn áp nhỏ này là nó cấp cái áp này là sẽ xài chung cho camera trước và camera sau luôn các bạn thấy không đó nên nếu mà nên nếu mà camera sau mà chụp được á thì là cái con, cái con ổn áp này cũng ok rồi nó cũng có hư rồi chúng ta sẽ bỏ qua cái vấn đề áp nếu như chúng ta đo tổng trợ cho sắp kết ok đúng không tiếp tục chúng ta qua những chân data như chân 10 Oh, chân 10, chân data chân 10, nó đi qua cuộn dây đôi, chân số 4. Nó đi vô đâu? Oh, có không? Nó đi vô con CPU. Rồi, tiếp tục. Vô CPU. Vô CPU. Vô CPU. Vào CPU. Vào CPU. Rồi. Có không, không? 6 chân data này do con CPU điều khiển lên. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục qua 4 chân data còn lại là chân từ chân 13 cho đến chân 19 nó các bạn xem Sima với đất các bạn đang làm từ từ như mình mà với đúp các bạn mua bằng tiền mà đúng không nên các bạn tập các bạn cứ mở lên các bạn tập thôi các bạn không xài nó cũng tính phí à nên chúng ta xài càng nhiều càng tốt 13 15 17 19 này 13 Ok nó vô cái tụ này đi qua con dây FL này đi qua con đi trả này và đi vào CPU rồi tiếp chân 15 đi qua dây FL này đi thẳng với CPU rồi chân 17 đi vô dây F này đi thẳng vào CPU rồi chân 19 đi vô dây này đi thẳng vào CPU rồi các bạn ha như vậy thì là chúng ta sẽ xác định được là cái camera trước của cái iPhone 6 nó sẽ những cái đường data của nó là do con CPU điều khiển hết luôn một khối nhỏ do con CPU A8 điều khiển và cái app của nó cấp là do IC nguồn và một và xài chung app với lại con ống app nhỏ cấp app 2 bên 8 cho camera trước và sau luôn như vậy thì chúng ta sẽ suy luận ra rằng ở cái camera trước của iPhone 6 nó lỗi á. Nếu mà chúng ta đo tổng trở trên cái socket các bạn ha, nếu mà cái tổng cái tổng trở mà nó có cái um, bị mất, bị mất tổng trở thì chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ dựa vào hàng giá đúp này để chúng ta ví dụ như mất tổng trở. Mất tổng trở tại đây. Đúng không? Thì chúng ta sẽ dựa vào giá đúp chúng ta tiếp tục chúng ta đo bên này nếu như bên này có trở mà bên này mất trở thì chúng ta chỉ việc tháo bỏ con này ra và chúng ta lem một con dây lem cục chì qua đây là xong ha vì đây là con điện trở đôi nên các bạn tháo ra các bạn phải lem ở đây và lem luôn ở đây đúng không rồi ví dụ như chân này nó các bạn đo các bạn thấy nó nó mất trở luôn mất trở tại đây đúng không mất trở tại đỉnh sốt két các bạn tiếp tục các bạn đo tại cái tụ này nếu mà nó có trở thì nó sẽ bị đứt từ đây qua đây chúng ta sẽ câu nhẹ cái là xong còn nếu mà các bạn đo tại đây mất trở đo đây cũng mất trở luôn, các bạn đo tại đây mất trở luôn, mà các bạn đo bên này nó có trở thì có nghĩa là cùng dây nó bị đứt rồi, thì các bạn chỉ việc lem từ đây qua đây thôi. Còn nếu như các bạn đo mà tại đây mà mất trở, mà tại đây mà mất trở luôn, thì các bạn thấy nó đi vô thẳng con cpu nè, đúng không? Có nghĩa là con cpu bị hở chân hoặc bị đứt đường rồi thì những cái trường hợp này chúng ta đành phải bó tay thôi đúng không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ đo đo cái main mẫu cho các bạn xem thử ha. các bạn sẽ các bạn nhớ được những cái chân nào là những chân camera đúng không? Còn trường hợp chúng ta không nhớ thật sự mình ở thời điểm này mình cũng không nhớ ha, mình cũng phải mở cho tích hết. Thì cái cách đo là chúng ta đã tháng đo x10. Sau đó quay đen chập với quay đỏ và chúng ta sẽ chỉnh cho nó về không để cho chính xác các bạn ha. Thì cái này các bạn xem những rất là nhiều cái clip mình cũng đều có nói về cái vấn đề này rồi. Rồi các bạn để một cái men nó bị lỗi cần đo lên thì chúng ta nhớ chúng ta vừa xem ZW và chúng ta vừa đo. Để chúng ta biết được cái chân nào chúng ta cần đo thì chúng ta sẽ đo những cái chân để chúng ta xem những cái trở kháng của nó. Thường các bạn ha, thấy những cái chân mà nó từ con CPU nó đi ra, có nghĩa là chúng ta biết được là camera là do CPU quản lý hết đúng không? Hoặc là do ECU quản lý hết nên chúng ta đo chỉ cần nó có trở là ok rồi ha. Còn những cái trở kháng sai lệch hầu như là nó ít trường hợp đó nó ít xảy ra lắm. Nó có trở hoặc là mất trở thôi, trường hợp mà trở kháng sai lệch thì hầu như ít. Thì còn nếu mà trường hợp các bạn đo tất cả đều có trở đúng không có trở tất nhiên các bạn đo đến mười mấy chân mà lúc như lúc nãy chúng ta xem giấy đúp đúng không có trở hết mà nó vẫn không chụp được thì lúc đó chúng ta sẽ lấy một cái men mẫu ra một cái men mẫu đó chính là cái men bị ạt cloud thì không có lý không có cái lý do gì mà hai cái men nó bị cùng chung một bệnh luôn các bạn thì các bạn đo mẫu cái men này xong đó các bạn sẽ đo mẫu qua cái men ạt cloud để các bạn xem xem cái trở kháng nó khác nhau hay không thì nếu các bạn thấy cái chân của cái men bị lỗi và cái chân của cái men đo mẫu nếu mà trở khác nó khác nhau nhiều quá thì các bạn sẽ xoáy vào cái chân đó để các bạn làm ha rất là đơn giản rồi riêng ở cái iPhone 6 này thì mình làm cũng nhiều rồi mình các bạn sẽ gặp một cái trường hợp là chúng ta đo tất cả đều ok hết nhưng mà chúng ta gắn vào chúng ta thử camera trước nó chụp không được mặc dù chúng ta đã đổi nguyên một cái bộ cụm màn hình nguyên một cái cụm màn hình trên khác ok luôn chúng ta thử vẫn không được các bạn ha thì thường cái iPhone 6 không biết thì Apple á, nó có gia cố qua những cái linh kiện, những cái cuộn dây và những cái tụ điện trên gần cái socket nó có gia cố vào cái lớp keo thì thường các bạn biết do cái lớp keo ở đó ha nó nó làm cho cái men nó, nó có lúc nó, nó, ăn lại với nhau, có lúc nó hở ra, nhất là lúc những lúc mà các bạn gắn cái socket vào các bạn siết ốc lại á thì nó sẽ bắt đầu nó hở ra nên thường ở chúng ta bình thường ở ngoài chúng ta đâu ok nhưng mà khi chúng ta ráp vào là không ok. Thì cái trường hợp này thì các bạn cứ việc thì mình chỉ gặp nhiều hơn sáu thôi các bạn cứ việc bỏ vào cái kính hiển vi á các bạn các bạn thấy không khi mà các bạn lột cái lớp keo ra các bạn sẽ thấy được nó sẽ có một hoặc là vài con khi mà các bạn cái cái nhíp á các bạn lít lít nhẹ và các bạn thấy nó lung linh đó các bạn thấy không các bạn thấy nó lung linh ha khi mà các bạn mở lớp keo các bạn thấy còn những con còn lại nó cứng lắm thì thường á những cái con lung linh đó những cái con nó làm đó, nó chập chờn cái chân nó ăn chập tròn á nhưng mà có nghĩa là cái chì của nó nó không có còn ăn nữa các bạn ha nhưng mà nhờ cái lớp keo đó, nó vẫn giữ lại được nên khi mà bây giờ nó khó lắm các bạn nó khó khó lòng lắm ở những cái máy mà chập chờn thật thật các bạn khó nhất là những cái máy chập chờn lúc dịp được lúc không á chẳng thà nó mất luôn đó, thì dễ ha các bạn thấy không các bạn chỉ cần cậy nhẹ cái lớp keo ra các bạn sẽ thấy thì thường là cái con cái con cuộn dây đôi đầu cái cuộn dây đôi mà nó nằm ở cái hàng đầu tiên mà bên trái điểm qua nó sẽ bị bung ra nhiều nhất các bạn ha thường thường mình thấy nhiều nhất hoặc là bị cháy chân thì lúc đó các bạn thấy cái con nào nó lung linh đó các bạn cạo nhẹ nhẹ các bạn thấy nó lung linh đó, các bạn cứ việc đẩy nó ra bỏ ra đi thì những con fnl đó, các bạn cứ việc sử dụng cái um, chì các bạn lem chân lại ha còn những cái điện trở mà bung thì các bạn điện trở mà nó giá trị cao thì các bạn cứ việc thay thế cùng với giá trị là được con thấy không còn ở cái phần 6 là cái camera của nó là gồm có những cái đường điện áp là IC nguồn cấp đúng chưa rồi những cái đường data là CPU cấp nó không có qua bất kỳ một con nào hết nên hiếm khi nào mà nó xảy ra cái tình trạng mà nó lỗi CPU lỗi IC nguồn lắm nó chỉ xảy ra cái tình trạng là thứ nhất là nó hở chân giống như trường hợp này đúng không thì chúng ta có thể dựa vào điểm A chúng ta câu vào điểm B còn trường hợp nếu mà nó hở chân mà nó hở, nó hở thẳng vào CPU luôn á có nghĩa là nó con CPU nó bị hở chân luôn á thì cái trường hợp đó thì thôi chúng ta thua các bạn ha không phải lúc nào cũng làm được đâu có bạn làm được bạn không thì cái ngày sẽ điện thoại nó sẽ cũng, cũng chỉ gói gọn cái việc là đo đạt và thay thế những linh kiện bị lỗi thôi chứ còn cái men lỗi thì cũng mình nghĩ phải bó tay các bạn ha thì sau khi các bạn chùm lại thì camera tất nhiên phải chụp được thôi đúng không nó lỗi ngay đó mà rồi một cái trường hợp nữa là khi mà các bạn cạo hết lớp keo ra các bạn đo nó vẫn ok hết thì thường cái trường hợp này nó thường nó sẽ nằm ở những cái máy mà bị rớt nước á lúc đó các bạn sẽ xem những cái con điện trở những cái con điện trở cấp những cái dòng phân cực cho những cái chân data thì mình mình sẽ note những cái con điện trở màu xanh dương này ở trong cái video này và trong cái bit này ha các bạn nhìn thấy và các bạn thấy hai con điện trở này đúng không các bạn hãy mở hàng zxw lên các bạn nhấn đi xem những con điện trở này nó nhận áp bao nhiêu nó cấp đa chân data vô cái đường nào và các bạn mở cái hàng Blackfit lên để các bạn tự các bạn xem những con điện trở này là nó nhận áp bao nhiêu và nó cấp dòng phân cực cho những đường SDA hoặc SCL nào Đấy, sau này các bạn làm những cái ban như camera trước camera sau này rồi wifi nè đúng không trường hợp mà đo đạt ok hết nhưng mà vẫn không được mà ở những cái máy rớt nước các bạn sẽ thấy những con điện trở này những những cái đầu mà nhận áp của nó những cái đầu nhận áp mà một phần tám á nó thường các bạn sẽ thấy ha, nó sẽ bị tan nó bị cháy có nghĩa là nó không có còn cấp áp được cho những đường này nữa và đây chính là những cái ban mà mình cũng không biết nói những cái ban như ban này nhưng mà thường là các bạn sửa hết tất cả không được và các bạn đem đến mình thì mình chỉ làm những cái đường này nữa là xong các bạn ha rồi như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip nữa đây cảm ơn các bạn theo dõi cái video này các bạn chúc các bạn thành công cái video này nó chỉ là giới hạn ở trong cái việc là hướng dẫn những cái um, ban căn bản cho các kỹ thuật viên mới gia nhập nghề sửa iPhone trên web icfix.com thôi nên các bạn đừng có hỏi đòi hỏi gì ở cao siêu ở những cái ban này các bạn ha rồi